Nếu một người sống trong một tập thể, không biết chủ động cống hiến, chỉ làm cho tập thể đó tốn sức vì mình, thì người đó dù có năng lực tốt thế nào chăng nữa, cũng chỉ là trợ lực làm chậm tiến bộ của tập thể đó mà thôi. Từ xưa thành công phải dựa vào miễn cưỡng. Vì thế hàng ngày chúng ta đều phải miễn cưỡng bản thân, bỏ công lĩnh hội, nỗ lực tập luyện, lắng nghe lời người khác.